Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Anh dâu dậm này đang rảnh rỗi vô cùng, không có việc gì làm nên anh quyết định nghịch ngu một xíu xem thế nào. Trò mới anh vừa nghĩ ra, đó là cho cả ngàn con muỗi đốt chích tay mình để xem khả năng chịu đựng của bản thân tới đâu. Mùa này đang là mùa có lượng muỗi vô cùng dồi dào. Bạn có biết có đến 3.000 loài muỗi khác nhau trên thế giới? Và hàng năm, có đến cả triệu người đăng xuất vì những căn bệnh do muỗi gây ra. Chúng ta thường cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị muỗi đốt vì sự ngứa ngáy. Nhưng ngày hôm nay, anh dâu dậm đang quyết định chơi lớn. Anh tìm đến một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về muỗi và được chị tóc vàng vô cùng săn đón. Chả mấy khi lại có người chịu chơi thế này cho những cuộc nghiên cứu của họ. Những chiếc muỗi sẽ xin tí huyết ở anh là muỗi sốt vàng, một trong những loài nguy hiểm nhất trên thế giới, nhưng vốn được nuôi dưỡng từ trong phòng thí nghiệm nên độ nguy hiểm sẽ giảm đi nhiều. Tuy vậy, khi nghe nói đến số lượng hàng ngàn con, anh dâu dậm bắt đầu hơi rén, mong rằng số lượng con đực sẽ lớn một chút. Vì muỗi đực sẽ không chích bạn, chỉ có những con cái ngứa miệng mới thích chõ mũi vào cơ thể người khác mà thôi. À, thực ra chúng cần máu là để phục vụ cho việc đẻ trứng của mình. Để thực hiện thí nghiệm này, anh dâu dậm cần có sự giám sát chặt chẽ từ các nhà nghiên cứu về muỗi. Trước khi thực hiện việc điên rồ này, anh dâu dậm đã phải wax sạch sẽ mớ lông trên cánh tay mình để các bạn sẽ có trải nghiệm bằng mắt rõ nhất sự mút liếm từ đàn muỗi khát máu kia. Ngay khi vừa đưa tay vào, lũ muỗi đã vô cùng hào hứng bu kín cánh tay anh. U là trời, thật là cảm giác. Muỗi có một ống hút khá dài trên mặt, được tạo thành bởi 6 mũi kim, trong đó có 2 mũi có cấu tạo như những chiếc cưa và chúng phát huy hiệu quả tuyệt vời cho việc tìm lối đi xuống dưới da. 2 chiếc kim bên cạnh sẽ tách từng lớp mô ra và chiếc kim cuối cùng sẽ lăm le tìm kiếm mô máu thơm ngon. Sau đó thì chén thôi. Anh dâu dậm bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai với cơ thể rồi đấy, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Những con muỗi này đã chuyển chất chống đông máu vào cơ thể bạn, để chúng có thể đứng một chỗ mà tu ừng ực máu, không phải lo đến chuyện tìm một vị trí mới. Đến khi cánh tay của anh bắt đầu không tự chủ được mà run lên, thì hàng trăm con muỗi đã no căng một bụng máu. Anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Đây là một phản ứng tự nhiên của cơ thể với nước bọt của bọn muỗi đáng ghét này. Dù đã vô cùng khó chịu, anh dâu dậm vẫn nghiến răng chịu đựng, chống lại cảm giác muốn gãi vô cùng vào những vết đốt. Các bạn có nhận thấy rằng có những người được muỗi yêu thích hơn hẳn những người khác không? Đó là bởi vì chúng bị thu hút bởi nhiệt độ cơ thể, chất hóa học trên da và khí carbon dioxide từ hơi thở của bạn. Khi anh dâu dậm thổi hơi vào trong, rất nhiều con muỗi trở nên kích động, kha khá con đã cảm thấy đủ no và rời đi. Tay anh đã nổi rất nhiều vết muỗi đốt, chỉ còn một số ít chưa no vẫn đang tiếp tục xin huyết của anh mà thôi. Khi tất cả đã no nê, anh dâu dậm đã được rút tay ra ngoài. Đã 10 phút trôi qua, cánh tay của anh sưng tấy với gần 300 vết cắn. Còn anh đang phải gồng đít thít mông để không gãi vào những vết cắn đó. Sau đó, anh dâu phải cầu cứu đến thuốc. Ngay khi vừa bôi lên tay, anh đã có cảm giác dễ chịu hẳn. Bài học rút ra từ thử nghiệm này, ngoài những kiến thức về muỗi, thì chính là việc bạn đừng bao giờ dại dột chơi ngu như anh chàng này nhé. Ký sinh trùng, chỉ cần nghe tên đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy rùng mình. Nhưng bạn có tin, trên mặt bạn cũng có chứa rất nhiều loài ký sinh trùng gớm ghiếc hay không? Hôm nay, anh Tây sẽ có một màn kiểm tra gây chấn động để xem trên mặt anh bấy giờ có tồn tại ký sinh trùng hay không. Chào đón anh là một con ký sinh trùng trông khá gớm ghiếc, đang bò ngọ ngoại trên màn hình từ kính hiển vi. Và anh Tây được nhà khoa học cho biết rằng, con vật này đang ngự trị trên chính gương mặt anh. Anh Tây hoang mang vô cùng, để thuyết phục bản thân đừng sợ hãi. Anh tự tay lấy một ít bã nhờn ở kẽ mũi, và chỉ cần 5 giây sau, anh Tây đã không thể nói lên lời, bởi một con ký sinh trùng đang hiện hữu sờ sờ trước mắt anh. Nó còn là loài có họ hàng với nhện. Thử tưởng tượng cả đàn nhện đang bò trên mặt bạn, nghe mới rùng rợn làm sao. Nhưng bạn đừng lo lắng, loài ký sinh này sẽ ăn da chết và bã nhờn từ mặt bạn, và chúng chẳng có đam mê với việc đi ị trên mặt bạn đâu. Chúng sẽ tích tụ mọi thứ ở đuôi, và khi hẹo sau 14 ngày, chúng sẽ nổ tung trên mặt bạn. Thế thôi, sự tồn tại này hoàn toàn bình thường, không hề mang đến nguy hiểm gì cả. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể bơ con ký sinh trùng này đi và bước vào công việc được mệnh danh là việc nhẹ lương cao sau đây nhé. Chúng ta sẽ cùng anh dâu đi vắt nọc độc từ những loài rắn độc nhất thế giới. Chiếc hộp từ từ mở ra. Hello, Heather Lily, con rắn liên tục phồng mang đe dọa. Thực ra, loài rắn nào cũng vậy, chúng không hề muốn phải dính dáng đến con người. Chúng muốn được để yên, nhưng hôm nay đã đến lịch hẹn rồi anh bạn. Nhưng với kích thước và sức mạnh của con rắn, việc này thật sự không dễ dàng chút nào. Khá vất vả, bằng một động tác dứt khoát và cực nhanh, anh chồng đã tóm chặt đầu của con rắn. Anh dâu được giao nhiệm vụ nắm chặt phần thân phía sau. Công đoạn đẹp mắt nhất chính là đây, anh chồng sẽ để con rắn cắn chặt vào chiếc cốc bên cạnh. Nhờ đó, nọc độc sẽ được tiết ra. Trông kìa, nó có màu vàng óng ánh như mật ong vậy. Đây là lần đầu tiên mèo Ú được chứng kiến cảnh này các bác ạ. Họ vừa thu được gần 400mg nọc độc, chỉ cần 20mg là đủ để hạ gục một người trưởng thành rồi. Nhưng con rắn hổ mang chúa vẫn chưa nhiều nọc độc khi so với chiếc rắn lục lớn nhất thế giới này. Nó có bộ da tuyệt đẹp, với cơ thể ngắn hơn, nên việc giữ được cơ thể để nắm chặt đầu chúng dễ dàng hơn nhiều so với rắn hổ mang ban nãy. Việc tiết nọc độc của chúng cực nhanh, chỉ cần một vết cắn nhẹ chúng đã tiết ra rất nhiều nọc độc. Họ đã thu được gần 500mg nọc độc trong nhát cắn nhanh gọn vừa rồi.
Anh dâu tò mò cho một giọt nọc độc vào mẫu máu. Đầu tiên là nọc độc của hổ mang chúa. Ngay khi nọc độc chạm vào máu, các tế bào máu liên tục bị rút cạn. Khi bị hổ mang chúa cắn, hệ thống thần kinh trung ương sẽ bị tấn công đầu tiên, dẫn đến tê liệt và sau đó là trụy tim mạch. Chúng cũng sẽ gây ly giải tế bào. Việc phân hủy vật lý này của các tế bào hồng cầu khiến bạn trải qua những cơn đau không thể chịu nổi. Nếu không có thuốc kháng độc, đây chính là án tử nếu chẳng may bị cắn chúng. Tiếp theo là nọc độc của rắn lục. Chỉ cần 2 giây, sự hủy diệt đã diễn ra. Chúng phá hủy tế bào hồng cầu và khiến máu không thể đông, dẫn đến xuất huyết nội. Khi bị cắn chúng, đây sẽ là một án tử từ từ và vô cùng đau đớn. Các bạn cảm thấy sao về những buổi tìm hiểu điên rồ ngày hôm nay? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong những video tiếp theo nha. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.